Mặc dù từ trước đến nay thì các chuyên gia vẫn cảnh báo nhận thức về hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn kém, nhưng thực chất thì chưa có một số liệu thực chứng nào về nhận định này. Và sáng hôm nay thì trường doanh nhân PACE đã công bố kết quả khảo sát do đo lường mức độ nhận thức về hội nhập của doanh nghiệp. Và kết quả thì chỉ có 1/5 số doanh nghiệp được khảo sát nói rằng đã sẵn sàng cho hai sự kiện quan trọng nhất đối với kinh tế Việt Nam hiện nay là AEC và TPP. Nghiên cứu của PACE thực hiện trên 493 doanh nghiệp quy mô chủ yếu vừa và nhỏ. Kết quả có gần 60% doanh nghiệp được khảo sát không biết gì về cộng đồng kinh tế chung ASEAN, gọi tắt là AEC. 40% doanh nghiệp không hề biết về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Đối với những doanh nghiệp đã biết, thì mức độ nhận thức và tâm thế sẵn sàng vẫn không cao, với tỷ lệ chỉ khoảng 20% doanh nghiệp nói đã sẵn sàng để tham gia cuộc chơi AEC và TPP. Chúng ta chỉ tuyên truyền rõ ràng là các báo đài cũng như là chính phủ đã tuyên truyền rất là nhiều về TPP cũng như AEC cũng như WTO. Nhưng mà đối với cái nhận thức của các doanh nghiệp thì họ cũng chỉ, những cái doanh nghiệp nào mà biết đến thì họ cũng chỉ biết được cái tên của AEC. Còn AEC vì sao nó sinh ra để làm gì và nó có những nội dung gì và những nội dung nó liên quan gì đến ngành nghề của mình, đến cái doanh nghiệp của mình, đến cái kinh doanh của mình thì người ta lại không quan tâm. Thì tôi cho rằng là chúng ta đã truyền thông cũng nhiều nhưng mà chúng ta chưa có sâu và chưa có đi vào những cái ngóc ngách cụ thể. Và lúc đó thì thậm chí tôi nghĩ rằng là trong mỗi ngành nghề thì nó liên quan đến những hiệp định này theo một cách khác nhau. Nhưng mà hầu như thì những cái truyền thông theo cái hướng mà đi sâu hơn nữa thì vẫn chưa có. Mặt khác, những nhận thức của doanh nghiệp về AEC và TPP có sự sai lệch hoặc chỉ giữ tầm nhìn trong ngắn hạn, đặt lợi trước mắt lên trên hết. Thậm chí đa phần doanh nghiệp đánh giá cao tác động của WTO hơn là TPP và cộng đồng kinh tế chung của khu vực. Chuyên gia kinh tế Bùi Văn nhận định có những vấn đề hệ trọng trong TPP và AEC mà các doanh nghiệp vẫn chưa để mắt đến, chẳng hạn như vấn đề tự do luân chuyển lao động và việc thành lập các công đoàn độc lập trong doanh nghiệp theo quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Mặc dù nghiên cứu chỉ dừng lại ở phạm vi khảo sát chưa đến 500 doanh nghiệp, nhưng cũng đủ cho thấy nhận thức hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam còn rất kém, mơ hồ và bị động.